Trong ngày 30 tháng 7 năm 2021, ngành công an Bến Tre đã tổ chức 597 cuộc tuần tra kiểm tra công tác phòng chống dịch, qua đó nhắc nhở 497 lượt người dân, 71 cơ sở kinh doanh không đảm bảo các quy định phòng dịch. Lập biên bản 109 trường hợp, phạt vi phạm hành chính 65 trường hợp với tổng số tiền 129 triệu đồng. Trong đó xử phạt 34 trường hợp ra đường không có lý do chính đáng, 31 trường hợp không đeo khẩu trang, tình hình người dân ra đường không có lý do giảm so với những ngày trước đó. Tuy nhiên, tình trạng người dân không đeo khẩu trang bị xử lý có chiều hướng gia tăng. Ba đơn vị chốt chặn ở cửa ngõ ra vào tỉnh tiếp tục thực hiện kiểm tra chặt chẽ các phương tiện giao thông. Nhìn chung, lưu lượng giao thông giảm mạnh so với những ngày trước, đặc biệt không còn tình trạng người dân bị buộc phải quay đầu do không có giấy xét nghiệm COVID-19. Ngoài ra, các đơn vị chức năng cũng đã phát hiện lập hồ sơ xử lý đối tượng Nguyễn Văn Khánh ở xã Phú Hưng, thành phố Bến Tre có hành vi không chấp hành đúng quy định cách ly tại nhà là F2, có quyết định cách ly tại nhà đến hết ngày 1 tháng 8 năm 2021, nhưng đối tượng lại tham gia đi phát quà tại tỉnh Đắk Nông. Triệt xóa một điểm đánh bạc tại xã Tam Phước, huyện Châu Thành, bắt quả tang một vụ tàng trữ trái phép chất ma túy, củng cố hồ sơ xử lý các đối tượng. Như vậy, qua 12 ngày giãn cách xã hội đã có hàng trăm trường hợp bị xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền gần 900 triệu đồng.